Xin chào các anh chị các bạn. Chúc anh chị và các bạn ngày mới tràn đầy niềm vui. Sáng ngày mùng 1 tháng 11 âm lịch, xin chúc tất cả cả nhà một tháng mới rực rỡ sức khỏe, một tháng mới rực rỡ và thành công. Các chị ạ, em đang có mặt tại thôn, gọi là đây là thôn Khuyên Quéo của xã Biển Động. Thứ nhất là lên trên này để thăm, để xem có táo chín chưa, thu mua một số táo nhé, gọi là táo, các loại táo ở phía khu vực trên này. Thế thì mời các bác cùng các anh chị cùng ngắm nhé, cảnh đồi núi luôn. Nói chung là ở phía trên là keo, còn ở phía dưới là táo. Ở khu vực này thì trước đây cũng đã lên thăm một lần rồi, nhưng mà táo ở trên này thì hiện tại hôm nay lên cũng thấy chưa thấy chín nhiều các bác. Qua điện lên thì một vài anh chị cũng hái được một số thôi. Táo ở trên này thì táo đào, đào vàng này. Cái vườn xuân này thì quả cũng rất là sai, hôm trước lên đây nhưng mà chưa chín mấy. Rồi lát sẽ đi vòng vòng nhé, lát sẽ đi vòng vòng vào phía trong kìa, vòng phía trong kia. Cái cánh đồng này thì rất là nhiều nhưng mà cái lượng chín thì chưa được ok lắm. Buổi sáng tương đối là giá lạnh các bạn ạ, tương đối là giá mà rất là lạnh đấy. Này, táo đào vàng này. Này, xương nó ướt đẫm xương luôn. Đào vàng này, những cây đào vàng này, đa phần trên này đào vàng này, đây Đài Loan này, còn ở xa xa phía trên này nữa. Đây, đi vào trong này hỏi một hai nhà nữa xem là, lên trên nhà cái hỏi em, hỏi lên trên nhà này, lên lên nhà hỏi, lên nhà hỏi xem là người ta ấy vào xem qua thể xin số điện thoại em, vì những nhà to to trên này này các bác này, đấy, những nhà to to này thì kiểu gì vườn cũng rất là nhiều vườn nhiều táo các bác nhé. Lên đi, lên hỏi, lên nhà phía trên này hỏi xem là lượng vườn lượng táo thế nào không nhỉ, sau đó lát sẽ đi vào phía trong đấy nhé. Buổi sáng này thì bà con cũng chưa hái mấy vì là nó cũng đang là ướt tay các bác ạ, đang ướt. Đây, đào vàng đây, đào vàng cũng rất sai quả nhé. Đấy, và rất nặng quả luôn các bác ạ. Đây. 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 Một số chín này này các bác này. Đây quả này chín này này. Đây, hái thử luôn cho các bác thử nhé. Đây, quả chín này. So với táo xuân và táo Đài Loan thì táo xuân, táo Đài Loan nó gấp 4, gấp 5 lần. Đây mời bác ăn thử nhé. Ăn vẫn còn đẫm xương các bác. Xin quả con một quả táo ăn đẫm xương luôn. Cây đào vàng nó rất là xanh và rất là khỏe, lá nó nhỏ nhỏ, lá nó như là táo, lá táo chua nhưng mà ăn nó giòn giòn rốt. Ngon lắm. Đất này rất là tốt nhé, cây khỏe lắm. Và lượng quả trên cây các bạn này. Đây, táo xuân đây, táo xuân đây, nhưng mà xuân này xuân xanh này các bác.
Đây là cây xuân xanh chưa chín đi. Em ơi, hỏi nhờ cái. Em ở trên này táo chín nhiều chưa nhỉ? À chưa chín á. Ờ nhà em có nhiều không? Nhà em đâu? Ở trong này à? Ở cánh đồng ở dưới này à? Ừ. Thế là đã hái được tí nào chưa? Mỗi nhà chắc được vài cân rồi. Ờ thế thì cũng chưa chín nhỉ. Ở khu vực này chưa chín rồi. Quê nhà em có bao cây? Hơn 100 cây á? Cả Đài Loan lẫn Xuân à? Ừ, thế thì anh bảo đặt tới ở lên trên này xem là chín chưa để mua, nhưng mà thấy nhìn xuống cánh đồng vẫn xanh quá nhỉ. Ở cái lớp ra sau nhiều nhỉ. Của em là táo xuân là đã hái rồi gì? À, thế thì chưa bỏ. Ở trên này chưa bỏ thì ở trong này là quéo ạ, à, khuyên à. Ừ. Còn cánh đồng ở đây còn cánh đồng nào nữa không em? Vào bên trong này à? Ừ. Ừ, được rồi, thế được rồi. Tí em tên là gì nhỉ? Em tên Khánh. Khánh à? Nhà trong này à? Ờ thế tí cho anh xin số điện thoại nhé. Ừ, tí anh số điện thoại để xem cái lượng như nào cái để anh làm nốt cái video này. Đây táo đài đây sai nhỉ? À đào vàng. Đào vàng đây sai này. Đây, chờ anh một chút nhá. Đấy vào đây thử xem mà các bác xem cái táo đào vàng trong này nhé. Đào vàng này, xuân này. Này, xuân đây những chưa chín này các bác này. Đây. Đây, đào vàng này. Ui, đào vàng này cũng chín rồi. Đào vàng này cũng chín nhiều quá. Đây. Đấy, đây, đào vàng này. Nói chung là cũng chín tương đối nhiều quá kìa. Phía dưới quả chín kìa. Vàng ấy, gọi là đào vàng kìa. Đấy. Đây, quả đào vàng đây. Xuân thì chưa chín. Đào xuân này thì chưa chín nhưng đào vàng thì rất nhiều các bạn. Cây cảm giác rất là khỏe và quả đẹp này. Đào vàng rất là đẹp này. Mời các bác thử luôn này. Ăn nó rất là giòn. Hai mấy nghìn một cân. Hai mấy nghìn đồng một cân các bạn này. Đây cũng đào vàng. Ôi cây đào vàng mà tán đẹp thế. Tán nó vòng tròn lên. Đấy đây. Rất là ok các bác nhé. Này các bác nhìn này. Cái này có thích chưa? Đấy. Đây. Đây cây đào vàng nhé. Quả nó rất là to này. Đấy. Đây bên này, này. Nhìn này. Có phê không? Lần đầu tiên nhìn thấy cây đào vàng quả nó sai mà nó sẽ gọi là gục cành này xuống này. Đây. Để cho tổng thể này. Đấy và chụp một vài kiểu ảnh nữa các bác nhé. Quả này. Lá đào vàng nó dày này. Nó tròn lá này. Cây khỏe này. Ít bệnh này. Quả ra nhìn có thích không các bác? Nếu cây này hái một lượt chắc phải có tầm vài cân quả chỗ này. Vài cân quả là có tiền trăm luôn rồi các bác nhé. Một cây hái một lượt hái đây. Và nó rất là nặng. Những quả như thế này này. Nó rơi vào khoảng mười mấy quả một cân thôi này các bác này. Mười mấy quả một cân này. Đấy. Đây trên đỉnh nữa này. Đó. Xài thế. Lần đầu tiên nhìn thấy cây này. Cây đào vàng này là cây năm. Cây này cây năm thứ hai. Cây năm năm nhất các bác. Cây này cây năm năm thứ nhất. Cây mới trồng vừa rồi. Quả đây. Đây. Để em thử phần một quả nữa nhé các bác nhé. Phần một quả nữa đây. Mời các bác này. Quả nó chín này. Đây, đào vàng này. Đây. Đây bên này thì cây mấy cây này thì ít quả hơn. Đám này là đám mới trồng nên là đây còn ngan ngỗng đây này. Đây. Ui giời. Chào chị nhá. Chị ơi, táo nhà mình chín chưa? À vâng. Và đấy. Đấy thì
Đây là xin gửi đến các chị một chút cái tình hình như vậy nhé. Còn ra trao đổi về công việc với cả tất cả các chị em ở trên này xem thế nào các bác nhé. Em mời các bác ăn táo này. Táo đào vàng buổi sớm nhỉ. Các loại táo ở trên này thì rất là nhiều rồi. Cánh đồng nó mênh mông nhưng bây giờ là nó chưa chín nhiều nên là cũng đi thăm và đi gọi giao lưu với các anh chị một chút như vậy nhé. Hẹn gặp lại các chị ở các clip tiếp theo.